Ở phường 9 quận 3 và cái đường con đường quen thuộc của chúng ta rất là nhiều món ăn ngon. Đây là đường Kỳ Đồng và chúng ta đang ở ngay đầu cái hẻm 12 số 12 Kỳ Đồng. Thì ngay góc mà giờ đi vô chùa Minh Đạo á thì có một cái quán hủ tiếu thật là ngon ở đây là 30 năm rồi. Quán hủ tiếu không tên của một người gốc Hoa, một ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn xinh xắn tại đây. Và thực khách ghé ăn rất là nhiều. Một cái tủ để ở trước cùng với bếp, bên hông cũng có mấy cái bàn nhỏ để bên hẻm rất là thoáng mát nè, có thể ngồi ăn. Đó, một ngôi nhà gỗ tầng trệt và tầng gỗ trên lầu nhỏ nhắn xinh xắn ngay góc con hẻm 12 Kỳ Đồng, phường 9 quận 3 đây. Đây là những cái khách mà quen thuộc của quán hủ tiếu Huỳnh Thánh không tên của ở Kỳ Đồng đây các bạn. Đây, một bác người Tây đang ghé ăn hủ tiếu. Thế hả? Xin chào. Đây là bà chủ của quán hủ tiếu không tên nổi tiếng trên đường Kỳ Đồng nữa các bạn. Cô đang làm những cái phần mì cho khách mang về. Ở đây là đồng giá 40.000 một tô bất kỳ nha các bạn. Như vậy thì bao nhiêu tiền chị hả? Đồng giá hết hả chị? Sáng là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ? 6 giờ tới 12 giờ. Buổi chiều ạ? Buổi chiều 3 giờ 8 giờ. 3 giờ chiều tới 8 rưỡi tối. Mì, hai mì có con khô. Có con khánh nha. Hai mì có con khô, con Hoàng Thánh với con Hoàng Thánh với con Hoàng Thánh với con Hoàng Thánh. Rất là nhiều thực phẩm được trưng lên cái bếp nhỏ này.
cùng người nhà của mình. Đúng là người nước ngoài rất là sinh sống và có gia đình ở đây. Hello, my friend, Mr. Baco. Đang lấy cái điện thoại để mà tra cái kênh chuyên review món ăn ngon của nhà mình. Now, you too. Yeah, real food. Cho em hỏi là anh biết cái quán hủ tiếu này khoảng bao lâu rồi ạ? Trên 10 năm rồi. Dạ. Anh hay ăn món gần 20 năm ạ. Anh nếu mà biết đấy là 20 năm. Nhưng mà anh thấy cái giá ở đây thế nào? Giá cả hợp lý ăn được. Anh thường hay ăn món gì ạ? Hủ tiếu. À, hủ tiếu. Khô. Nó có giống với lại mấy cái món hủ tiếu của người Hoa không? Khác. Đây là người Hoa. Dạ. Vị khác. Dạ. Nó kiểu nó khác. Ăn được. Dạ rồi. Cái này ta bán lâu đời à. Dạ. Đây là hủ tiếu khô và hủ tiếu nước tại quán hủ tiếu không tên 30 năm tại đường Kỳ Đồng đấy, số 12 Kỳ Đồng. Đa số là khách quen. Và đây là đồng giá, món nào cũng 40.000. Rồi số lượng khách mua về hoặc là tới đây ăn rất là nhiều. Anh hay có mua hủ tiếu đây mang về không ạ? Mình tính phải mua ở đây. Anh biết tới quán này bao lâu rồi? Biết được khoảng 3 năm nay. Dạ, em thấy chất lượng thế nào? Thì nói chung ở đây ăn đồ ăn nó ngon. Dạ, nó hợp vị mình không? Vị của mình. Dạ rồi, em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Dạ, chú ở xa đây không ạ? Ở xa. Nhưng mà sao mà chú lại ghé đây do đi làm hay sao chú? Thì anh em nói là chỗ này bán thì nghe người ta nói là bán hàng ngon nên là tiện đường ghé ngang ăn luôn. Về hả chú? Rồi. Chú về hả? Chú no không? Chú no. Cô biết tới quán hủ tiếu mì không tên này lâu chưa ạ? À, lâu rồi ạ. À. Khoảng bao nhiêu năm rồi ạ? À, cũng 6-7 năm rồi. Thầy cô hay mua món nào để về nhà ăn cô ạ? À, cô hay mua mì Bình Thạnh. Cô thấy ở cái vị ở đây thế nào ạ? Vị rất ngon. Dạ. Dạ, cô qua cầu bác sĩ. Dạ. Đây là cô chủ và cùng người nhà đang đứng trong bếp để làm những cái món tất bật và thật nhanh, thật nóng hổi và thật là ngon cho quý khách tới đợi ở ngoài. Một không khí buổi chiều rất là khẩn trương, rất là đông đúc tại đây. Rồi em ơi. Dạ. Em xin lỗi cô, nó đang luôn mua. Đang đông khách nên không có trả lời phỏng vấn được. Biết quán này từ 23 năm rồi. Và đến ngày hôm nay là 23 năm biết quay lại đây ăn. Là cô ở ngoài Bắc à? Cô ngoài Bắc. À, cô thấy ở đây chất lượng của quán hủ tiếu quán tên ngon luôn. Dạ, giá thế nào cô ạ? Giá rất là bình dân, là sang. Cô người Hải Phòng, cô công tác tại sau này. Dạ. Cô vào đây chơi cách đây 23 năm cô ở đây. Dạ. 23 năm cô mới quay lại đây. À, lần này cô ghé cô thấy cái hương vị so với 23 năm trước thế nào cô? Vẫn như xưa và ngon vô cùng luôn. Dạ. Đúng rồi, bác chúng tôi được ăn bữa ngon quá luôn. Dạ. Về mà cứ nhớ thôi. Có khách 23 năm thì mới quay lại ăn lần nữa. Cô cũng khen. Đó là chỉ quay lại quán hủ tiếu này thôi. Và có những cô ở đang ngồi đây là ăn đã liên tục trong vòng hơn 10 năm rồi. Rất là thích cái hương vị với lại cái giá cả và cái cách ở cái quán hủ tiếu không tên này. Và nếu mà ghé trễ tí xíu thì sẽ không có chỗ ngồi đâu. Quán mở cửa ra rất là đông khách.